Australia vừa ký thỏa thuận với công ty Hanwha Aerospace của Hàn Quốc để mua 129 chiếc xe chiến đấu bộ binh vào năm 2028 và thỏa thuận của trị giá này là 2,4 tỷ đô la Mỹ. Hợp đồng quân sự trị giá 2,4 tỷ đô la Mỹ với công ty Hanwha Aerospace của Hàn Quốc là khoản đầu tư lớn nhất vào năng lực của quân đội Australia cho đến thời điểm này. Giới chức Australia cho biết những chiếc xe chiến đấu bộ binh này sẽ đóng vai trò to lớn trong việc nâng cao năng lực của lực lượng phòng vệ Australia. Bộ Quốc phòng Australia cho biết sẽ đẩy nhanh quá trình nhận bàn giao chiếc xe đầu tiên vào đầu năm 2027 và nhận chiếc xe cuối cùng vào năm 2028. Trước đó, vào tháng 7 năm nay, Australia đã chọn công ty Hanwha Aerospace của Hàn Quốc là nhà đầu tư ưu tiên cho dự án trị giá tổng cộng lên tới 4,62 tỷ đô la Mỹ. Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc đã xây dựng hơn 10.000 công xưởng kỹ thuật số và nhà máy thông minh. Với số liệu khổng lồ này, thì Trung Quốc trở thành thị trường ứng dụng sản xuất thông minh lớn nhất thế giới. Đại diện Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết, sản xuất thông minh ngày càng trở thành lực lượng then chốt thúc đẩy tối ưu hóa các hệ thống công nghiệp và thay đổi cách thức sản xuất ở nước này. Chỉ riêng năm 2022, tổng giá trị các ngành công nghiệp hỗ trợ như thiết bị sản xuất thông minh, phần mềm công nghiệp và giải pháp hệ thống tại Trung Quốc đã vượt 4.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 559 tỷ đô la Mỹ. Và các công nghệ 5G đã được ứng dụng tại gần 2.000 nhà máy trên cả nước Trung Quốc. Niềm tin của người tiêu dùng Thái Lan trong tháng 11 vừa qua đạt mức cao nhất trong 45 tháng qua. Các chính sách và biện pháp của chính phủ nhằm giảm chi phí sinh hoạt và kích thích kinh tế được cho là nguyên nhân chính cho xu hướng này. Báo cáo của Đại học Phòng Thương mại Thái Lan cho biết, chỉ số niềm tin người tiêu dùng nước này đã tăng lên 60,9 trong tháng 11, từ mức 60,2 trong tháng 10. Niềm tin của người tiêu dùng cải thiện liên tục sau khi chính phủ mới thành lập và đưa ra một loạt biện pháp giảm chi phí sinh hoạt cùng nhiều chính sách kích thích như trợ cấp điện và nhiên liệu. Tuy nhiên, chỉ số niềm tin vẫn dưới điểm mốc 100, cho thấy người tiêu dùng chưa hoàn toàn tin tưởng vào tình hình kinh tế, cơ hội việc làm và thu nhập trong tương lai. Theo đại diện Đại học Phòng Thương mại Thái Lan, khả năng tăng lãi suất ở Thái Lan và trên toàn cầu cùng với những xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine cũng như Israel và Hamas có thể tác động tiêu cực về mặt tâm lý đến sức mua trong nước, du lịch, xuất khẩu, hoạt động kinh doanh nói chung và cơ hội việc làm trong tương lai. Dự báo GDP của Thái Lan sẽ tăng từ 3 đến 3,5% trong năm tới.